Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ thương hiệu nhôm Topan, cửa nhôm đồng bộ kính nước chống ồn, sản phẩm của tập đoàn Ostor, thương hiệu quốc gia, và công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Lúc đó mới quen mà mình cũng đâu có dám, mình cũng ra lăng lắm, chở này kia nha. Đi qua tới bên Cần Giờ, bên cái xe Bách Ba nửa đường cái bị bể bánh. Mà lúc có khoảng 11, 12 giờ ai đâu giá. Em đẩy từ mà Cần Giờ, nửa đường Cần Giờ mà em dắt bộ gần sáng mới xuống tới bến phà. Trời ơi, tội không? Thảm không? Kính thưa quý vị, và bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời chúng ta dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, người quen của tôi. Người quen hả chị? Chào anh Quốc Thượng, chào chị nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Rồi, chị mời hai vợ chồng ngồi. Xin giới thiệu với tất cả quý thính giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son, Trung Tử Long xin giới thiệu. Trung Tử Long là tên thật là Lê Văn Trường, sinh năm 1970, quê ở Sóc Trăng. Hồi nhỏ thì cũng đam mê nghệ thuật cho nên trốn nhà đi cải lương. Rồi bây giờ mời chị giới thiệu về mình. Dạ em biệt danh là Hồng Hạnh, tên thiệt là Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1977, quê Long An. Hai người là gặp nhau trong đoàn hát đúng không? Dạ đúng rồi. Cái sự thật là như thế này, Trung Tử Long với Hồng Hạnh gặp nhau có đó là một cái duyên số thôi. Đã có đi hát với anh Minh Minh Tâm, anh nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, anh mời Trung Tử Long mà trong cái dịp đó là có Hồng Hạnh. Lúc đó em ngồi em nghe, bé này ca hay quá ta. Hay quá. Hay mà dễ thương, lúc đó chị còn nhỏ xíu à. Mình lại nói cho cái gọi mà dân gian mà ở dưới miền quê mới gọi là dê đó. Hả dê đó. Dạ. Em ơi thôi giờ về đi, anh với em sẽ làm một cái video clip. Thử coi. Rồi được rồi, em sẽ hợp tác với anh. Cái tự nhiên hai đứa hợp tác với nhau, cái bắt đầu cái quay chung, rồi cái lúc đó đi hát cũng mình cũng có những cái show đó. Mời Hạnh thôi đi hát với anh nha. Mà lúc đó là nhiêu tuổi? Cái lúc đó là cách đây nhiêu năm rồi nè? Cách đó khoảng 14 năm ạ. 14-15 năm ạ. Lúc Hồng Hạnh cũng còn nhỏ mà. Cái Hồng Hạnh nhận lời. Mà chị biết rồi, hồi đó mà nghệ sĩ đi hát, anh em nghệ sĩ khổ lắm. Đi chiếc Bích Ba vậy đó. Mà chở ở đây mà xuống tới ở dưới Tiền Giang, rồi đi vô sâu trong chợ gạo hát. Xa lắm. Cực khổ muốn chết luôn nhá. Hát xong mà cái kỷ niệm mà nhất trong cuộc đời của Trung Tử Long, phải nói là lần đầu tiên luôn. Cái lần nó chở Hồng Hạnh đi qua bên Cần Giờ đó, nó hát hồi lúc cái phà đó. Lúc đó mới quen mà mình cũng đâu có dám, mình cũng ra lăng lắm, chở này kia nha. Đi qua tới bên Cần Giờ, bên cái xe Bách Ba đó, nửa đường nó bị bể bánh. Mà lúc có khoảng 11, 12 giờ ai đâu giá. Mà nghĩ cái chiếc Bách Ba rồi chị gọi làm sao. Mà diễn xong rồi đó. Diễn xong rồi đó. Cũng hên nha. 12 giờ khuya đó. Em đẩy từ mà Cần Giờ, nửa đường Cần Giờ mà em dắt bộ gần sáng mới xuống tới bến phà. Trời ơi, tội không? Thảm không? Là từ cái chỗ đó. Mà hai đứa luôn, hai đứa. Em dắt là Hồng Anh đi bộ theo. Dạ. Yeah. Bà thấy cái công trình mà cái quá trình thấy thương quá. Thấy thương quá, tự nhiên cái bắt đầu cái khó quá, chứ khó đẩy quá. Lúc đó Hạnh đứt ruột đó đúng không? Cho đúng nên rồi. Là yêu luôn. Có khi nào mà ảnh á là đàn anh, em là đàn em, có khi nào đàn anh luyện cho cái giọng hát của em không? Cái đó là nhiều luôn. Em biết ơn. Nói chung là dạy tất cả cho Hạnh được như ngày hôm nay. Thì Hạnh, tức là anh vừa làm chồng vừa làm thầy của em. Dạ, luôn phải rồi, không? Dạ. Đó, dạy dỗ từng ly từng tí một. Nhưng là thánh sôi luôn á anh. Trước khi mà anh Trung Tử Long á gặp Hạnh á, dạ, là anh đã có mối tình nào chưa? Trước đó thì Trung Tử Long đã có một bà vợ trước. À, có một gia đình rồi. Có gia đình rồi. Thì hai đứa có một đứa con. Thì đứa con sau này nó cũng đi theo nghiệp mà của cha, nhưng mà nó đi rẽ hướng khác. Cha thì ca giọng cổ, nhưng mà con thì ca nhạc. Thì đó là ca sĩ Diệp Tư Đồng. Hiện bây giờ đang sống với Trung Tử Long. Còn em thì đó. Sao? Mẹ dạ, kế. Em thì cũng đổ vỡ gia đình vậy đó, rồi mới gặp Long đây. Cũng đã lớn rồi cho nên cũng có suy nghĩ mình chín chắn hơn, hiểu nhau những gì tật xấu hay là những cái gì mấy thì mình cảm nhận được thì đến với nhau. Rồi hai chồng mới lấy nhau rồi bây giờ qua phần thứ nhì nha. Dạ. Phần thứ nhì bắt buộc phải có nha. Là giờ nếu vậy thì có hé lộ cái tật xấu gì không? Hay là vẫn đẹp như là lúc mà mình đang yêu nhau? Lên sân khấu á, cầm cái micro đây mà cà dính sân khấu rồi mà đứng hoài. Em giới thiệu rồi mà sao anh không lên? Em giới thiệu ông cao bài rồi đó, sao anh không lên? Thôi lên hết nổi rồi.
Rồi bắt đầu mới chiều xuống cái khán giả hỏi, ủa Trung Tử Long đâu? Lại thấy một mình hát, người ta mới hỏi, cái em nói Trung Tử Long bị gió trúng gió. Bà con bây giờ nếu không tin á thì cứ ra sau hậu trường thì thấy ổng ngồi ba bốn người dìu xuống xe, người ta nói chết rồi, ổng ngồi trúng gió thiệt rồi, đâu dám nói xỉn. Còn gì nữa không? Có điệu đàn không? Trời đất ơi, thôi khỏi nói, em nói chỉ là thánh rồi. Kỷ niệm coi như là lần đầu mà đi cua mình đó, không có tặng bông hoa đấy thôi, cái này không có làm gì được. Nước hoa mà tặng tới tấp. Tôi nói ngồi kế bên hả, mà tôi nói ủi trời ơi nực nồng vậy đó. Trời ơi, đi vậy là mê nước hoa. Nước hoa, tắm nước hoa. Mà đi đâu giờ cô sưu tầm nước hoa về tặng cho em. Nè, tôi tặng cho ghệ trà nước hoa chứ kia tặng bông thôi. Ủa nhưng mà là ảnh tặng nước hoa cho Hạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh xài luôn. Nước hoa luôn. Dạ, nước hoa. Có khi nào hai vợ chồng xài chung chai nước hoa không? Có chứ cũng có, nhưng mà ảnh tặng là tặng nước hoa nữ. Bây giờ em mong ổng thay đổi cái gì? Nếu em mà mong, em mong muốn bớt soi em, bớt soi em chút bớt rồi. Bớt soi có bớt nhậu không? Có bớt nhậu không? Thì cái chuyện nhậu là cái đó là phải hẳn nhiên rồi. Là mong không? Là mong, đi, mong chị cũng mong chứ đừng nói lại. Bên lòng đó. Lòng phản kèo đi. Bên này có thật xấu không? Có nhiều cái mà em nói thật chị Dân nha, thánh của em ít nói lắm. Nhiều khi á, là cái người đàn bà thứ nhất là ra đường tất cả phải tươm tất từ đầu mặc quần áo cho tới cái đôi dép. Nói này, hai. Vô, hỏi vô làm gì? Nói vô là biết rồi, vô là để thay bộ đồ khác, ăn mặc chỉnh chu tí. Còn một cái là lên hát. Em nhiều khi hát thì tự nhiên em quay cho khác hoài. Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mà mỗi bữa hát bình thường? Bởi vì tại vì là lên sân khấu không tươm tất, không tôn trọng nghề là em ghét, em không thích. Em quay chỗ khác, em thánh không hát thôi, thôi đó. Em hát xong rồi quay hát thôi sao vậy? Em kiểm tra lại đi. Lên sân khấu thứ nhất là phải tươm tất, phải cho nó gọn gàng sạch sẽ, để là mình phải tôn trọng nghề của mình. Rồi cái đó là chỉ cái bề ngoài thôi, bây giờ cái bề trong nữa nè. Hồng Hạnh thì nói chung là cái gì cũng được, nhưng mà con cái nấu ăn quá dở. Nó thẳng lặng luôn à. Nấu trứng cho ăn ngon vậy quá rồi còn gì nữa. Chị Dân biết không, em nói thiệt đó. Có khi nhiều khi mình đi hát về cái nói em ơi ăn cơm, dọn cơm ra, chị biết cái gì không, là cái món mà xuất sắc nhất là trứng kho. Đó. Trứng cái kho là quậy quậy vô kho cái là xong. Ủa là kho chứ không phải là trứng kho hột, thịt kho hột gì không. Chỉ có trứng kho. Nếu mà được cái đó như vậy là đâu có nói gì. Mà 10 bữa là trứng kho, 10 bữa trứng kho hoài, ăn nước muốn chết luôn, hỏi chứ ngon không? Trứng ngon. Không lẽ giờ chê. Không lẽ giờ chê. Bây giờ chê là ăn cái gì? Ăn luôn. Em mong cổ thay đổi cái gì? Em thì cũng không mong mong muốn gì hết, em chỉ mong là đó. Hồng Hạnh nào lúc nào cũng vậy, bếp núc là về, là thí dụ như là nội trợ gia đình đó, nấu cơm rồi thí dụ lâu lâu cái mình mở lên mình xem chị Hồng Dân là chị dạy ra tới ăn thế nào. chị dạy nó thế nào là mình phải học hỏi để mình chắc nấu cho gia đình, cho chồng cho con đó. Là chị sửa cái đó em sẽ nhận rồi không, sẽ thay đổi đúng không chị, đúng bây giờ nè chị nói thiệt bằng kinh nghiệm của chị thôi. Dạ. Đúng không, thì mình cũng nghệ sĩ hết, thực ra mà nói á, có những lúc mà mình quá mệt mình đi diễn rồi mình mệt quá đi. Dạ. Nhưng mà thực sự là như vậy, cái người chồng của mình á lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ thích ăn những món ăn mình nấu, thích mặc cái bộ quần áo mà mình chọn. Yeah. Mình ủi, thực sự mấy ông ngộ lắm. Tức là người khác ủi nhiều khi ngon hơn mình, nấu thành đúng thơm hơn mình, đúng không? Đúng tập lý à. Rồi nấu đồ ăn ngon hơn mình, nhưng mà cứ vợ nấu là thích là ngon. Tại vì sao? Cái đó nó không còn là cái vấn đề mà cái khẩu vị nữa, mà nó là cái gì, nó là cái cảm xúc á. Yeah. Cái món ăn đó là món ăn của cảm xúc. Mình có thể không ủi được bộ đồ, mình có thể này, nhưng mình quan tâm liên tục vậy đó. Anh ăn gì chưa, sáng dậy sao, ví dụ mình có không có đi gần nhau đó, ví dụ vậy. Cái đó là cái cách mà chị chăm sóc chồng của chị. Đó, có nghĩa là đi đâu đi chăng nữa là chú cũng hỏi sáng nay anh ăn gì chưa nè, hôm nay trong người thấy sao, ABCD không tới bây giờ luôn. Cái đó là chị nói nghiêm túc, thì ngược lại ảnh cũng vậy với mình. Chứ không phải là một mình ên mình. Cái đó, là một cái hạnh phúc gia đình. Nếu lâu rồi. Dài là phải cần chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Đúng đó. Đúng. Yeah. Rồi, cảm ơn, rồi, cảm ơn Long và chị Hạnh. Thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn. Mình hỏi mà em tính hết rồi. Cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao? Em nói là làm yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Kính thưa quý vị, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại đôi vợ chồng dễ thương hiền hòa này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em.
Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Nhưng là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chị Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ, em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở, là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ, thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai. Rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó. Quen luôn bạn bè của đó, sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ, đầu tiên là em thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ, lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn. Nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích ảnh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ mình chứ không có tình cảm gì. Lúc nào chưa có tình cảm. Dạ, chưa còn có em tình cảm. Dạ, khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền. Thích liền nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không? Hay là mỗi đứa một hướng? Tức là mỗi đứa có người yêu riêng? Dạ, mỗi đứa có người yêu riêng chị. Tỏ tình với bạn này không chịu đi. Thì em mới quen người yêu kia được hơn một năm. Thì lúc đó là em chia tay. Em trong tình trạng là... Lúc đó là trong tình trạng FA. Dạ, free. Dạ. Em mới đợi bạn này. Xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào đọc chiếu phim. Thì em mới... thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả. Em nói là làm người yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Vậy đó. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em có cái hình hai đứa đăng Facebook. Là có nhập luôn, chốt luôn. Định chủ quyền luôn. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy, nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì mà chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? Có một cái điều mà em rất là ấm ức. Đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có. Tức là ban đầu thì mình cũng không có gì đâu, mình kệ, không quan tâm. Nhưng chê mà quá chê quá nhiều đi. Nó thấm dần, bắt đầu tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao? Em kể cho nghe coi. Chê kỳ lắm. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào. Mô tả em, trời ơi, tả cái gì? Thì mắt híp, một mí, rồi cầm lọng, rồi cao gầy rồi. Đúng rồi, cao, nghều, rồi tóc thưa, rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình. Em nghe không nhận ra mình luôn, đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê yêu hay là chê và chê thiệt? Chê thiệt đó anh, phải chê yêu. Chê yêu thì em nó có giận. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại tin nhắn là ok, bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Giận bộ anh mà, tự ái vậy. Dốt liếc ông bà, mà, cha mẹ rồi. Cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không có đi thẩm mỹ, cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi, cuối cùng là chia tay được bao lâu quay lại? Chắc có hơn một tuần anh. Lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em ở em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, còn thua, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau một tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại rồi thôi mình không có chia tay nữa. Vậy á. Nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn ạ. 2 năm. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không? Lòi ra à? Bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình. Cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á. Làm xưởng rồi thịt em ăn đâu có được. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích là em cũng im im thôi, em không nói. Mà mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận. Bỏ mình tiếc. Tiếc với lại rồi. Cũng sợ mất lòng. Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ bây giờ anh ấy em có sẽ phản tật xấu gì không? Khui đi em. Dạ, thực ra là khi lấy về thì rất là vui. Nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi. Là anh đi từ sáng, anh đi tới tối 10 giờ. Xong rồi anh còn kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, nó 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh. Hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày, là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đó em buồn ngủ rồi, là không có tâm sự
sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đấy tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng không? Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không. Cái là hai vợ chồng lục đục đục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần là 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết. Xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đục đi tìm. Có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ, món đồ mà quý luôn á. Dạ dạ đúng rồi đó. Mất cái gì? À, thường là quần, mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu, mất quần tại vì em mua cho anh. Dạ, em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lửng lửng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi. Kêu anh cũng không biết nữa, xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc là không biết là sao. Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em ở Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài ngoài nhà thì mình mặc như thế này. Nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Dạ. Thì cái vụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Mệt mẹ. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên quần. Mà em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc, ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con, rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ, em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em, rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu, ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt nó quan tâm em. Dạ, dạ. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em. Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Chị hiểu bớt rồi. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả như con á, tinh như con thần thì... cả về tinh thần lẫn thể chất luôn. Dạ, đó đúng dạ. Không một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng, ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ, thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đem ra tay. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Yeah, yeah. Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau. Hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó, và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn. Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là rồi. Ok. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son như sau. Trước tiên đó chính là thương hiệu Duhan sẽ dành tặng cho một cặp vợ chồng bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Và món quà thứ hai đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 160g. Tăng thêm trọng lượng giá không đổi với thành phần 80% ruốc tươi, tạo nên những món ăn ngon trong gia đình. Mắm ruốc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ ba đó chính là vợ chồng sẽ được nhận một phần quà kỷ niệm của nhà tài trợ nhôm Topan, sản phẩm của tập đoàn Ostor, thương hiệu quốc gia. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Phú Nhuận của người đẹp Hồng Vân. Rồi, và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Hai vợ chồng nghe kỹ câu hỏi của tôi nè. Chồng bạn sợ con gì nhất?
Rồi quay ra để coi chồng của Thảo sợ nhất con gì. Con rắn. Hai cái rắn luôn hả? Ông Trung Tử Long ông sợ con gì mà biết lâu quá vậy? Quay ra. Không sợ. Không sợ. Như vậy với kết quả vừa rồi thì hai cặp vợ chồng đều có những cái đáp án coi như là rất là hiểu ý ngang ông ngửa, chồng của mình. Cho nên chính vì thế mời hai người vợ bước lên một cái. Hai người vợ này quá tuyệt vời. Và mời hai người quánh tù si. Quánh tù si. Rồi xong. Như vậy với kết quả vừa rồi thì mời hai vợ chồng của Trung Tử Long và Hồng Hạnh lựa chọn đi. Chọn màu. Màu đỏ. Hai vợ chồng. Màu hồng ha. Màu hồng. Trời. Tôi màu vàng đi. Rồi lên. Rồi. Hồng Hạnh đi lên qua nha. Qua anh ấy hưởng à. Em ơi. Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước. Hai cặp sẽ mở sau. Nha. Một, hai, ba. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Một, hai, ba, mở. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng anh Trung Tử Long và Hồng Hạnh đã nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Phương Thảo đã nhận được một phần quà kỷ niệm của nhà tài trợ nhôm Topan, sản phẩm của tập đoàn Ostor, thương hiệu quốc gia. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, Quốc Thượng trân trọng cảm ơn nhà tài trợ nhôm Topan, cửa nhôm đồng bộ kính nước chống ồn, sản phẩm của tập đoàn Ostor, thương hiệu quốc gia. Hân hạnh nhận được sự đồng hành từ công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 Chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ chồng son.